Rồi, xin chào các bạn. Chào các bạn đã xem cái video trên kênh của chúng tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn là cái về cái nấm hương. Đây, nấm hương rừng Sapa. Do trực tiếp các người dân bản đi vào rừng lấy đây. Giới thiệu thêm chi tiết của nấm hương này. Cái này là nó có đặc điểm, nó rất thơm. Cái nấm hương này nó rất là to, nấm hương rừng nó thơm các bạn. Đấy, đặc điểm của một cái nấm hương này các bạn nhìn. Đây là một sâu của nấm hương này, gồm có khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nó rơi vào tầm cỡ khoảng trên 30 cái, tức là tầm hơn 30, 32 cái nấm, nấm hương con này nha. Đây là một túi này là nửa cân này. Tôi đếm cùng các bạn nhé. Cũng có 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thêm nửa cân nấm hương đây. Nó gồm 8 cái nấm dài như này. Còn lấy cái phần nặng và xem nhé. Nấm hương rừng nó khác với cái nấm tròn tròn là mình vẫn hay mua ở chợ nha. Nấm này khẳng định là nấm của Sapa, trực tiếp chúng tôi lên đặt bà con dân bản đi lấy. Đấy, và mỗi một dịp Tết và chúng tôi bán ra rất nhiều các cái sản phẩm này. Các ngày thường thì cũng có nhưng mà ít. Bây giờ tôi sẽ cân nửa cân nấm rồi nha. Đây gồm các bạn vừa đếm với tôi là 8 cái nữa. Đây, các bạn nhìn thấy cái cân này kia xa xa đây. Đây cân này, cân này đang điều chỉnh đến không đây. Đây là quả cân 500g này. Đấy, quả này quả 500g nhé. Dạ. Đấy, phim đang tươi. Vậy nhìn không? Đấy. Bạn mua nấm hương thì liên hệ với tôi qua số điện thoại đang hiện trên màn hình hoặc website là hadiethoai.com. Xin giới thiệu sản phẩm nấm hương ở đây. Chào các bạn nhé.